Ê mẹ ăn cái gì mày đít thúi quá vậy? Ê, tao mày đít thúi hả? Mày đít đó. Mày đít. Mày. Là mày. Mày đít. Là mày đít đó. Mày đít. Mày đít. Mày đít. Mày đít. Mày đít. A Di Đà Phật. Yeah. Chú đau nha. Thật ra họ muốn kiếm phi mã Đạt Yến chỉ. Sao mật mã lại có quan hệ gì chứ? Mật mã. Lại đây. Ê, làm gì vậy hả? Sao đánh người ta? Sao đánh anh hả? Anh phải biết chứ. Tôi chỉ muốn coi hình xăm trên lưng cô có quan hệ gì với mật mã hay không thôi. Không tin hả? Cô tự coi đi. Đây là cái hình gì tôi nhìn không có được rõ. Coi. Tôi cũng không rõ. Có kiếm phóng đại không? Nè. Có nhìn thấy không? Đã nhìn thấy cái gì? Hả? Ừ. 492276. Lấy con số từ 1 đến 9. Là cái gì đây? Đại sư. Sư phụ. Hả? Hai người. Sư bỏ. Anh tới đúng lúc. Ở sau lưng Tiểu Hồng phát hiện mấy con số từ 1 tới 9. Tôi coi suy nghĩ hoài không ra. Về cái chuyện mà cậu bị xâm mình là như vậy nè. Năm xưa ta và sư phụ của người và cha của cổ, ba chúng tôi cùng nhau bảo vệ quốc bảo Phi Mã Đạt Yến để cho khỏi lọt vào tay của bọn cướp. Và chúng tôi đã giấu nó trong một hang động sau rừng cây. Lúc đó bà chúng tôi đã thiết kế chìa khóa và mật mã. Nếu như mà chỉ có chìa khóa không mà không có mật mã thì vĩnh viễn mở không ra. À, thì ra là vậy. Thì ra xăm mình ở sau lưng là số mật mã. Lợi hại thiệt. Ông Bào, chúng tôi đã giao vũ khí cho ông đúng giờ, nhưng mà phi mã Đạt Yến của chúng tôi đâu? Yên tâm đi, cho dù phải sang bằng thiếu làm tự, tôi cũng phải kiếm ra phi mã Đạt Yến cho mấy người. Nguyên Mộc. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Đệ thì là đáng chết, đã bắn rẻ thiếu lâm tự, xin tay mặt cho liệt tổ liệt tông hãy xử phạt đệ đi. Sư thúc làm gì vậy? Tôi cũng không biết. Ổng như đột nhiên đổi tính, coi là sao lưng ổng. Tính ra đi, không phải chuyện các người. Nguyên Mộc, trở vô trong mới nói đi. Sư huynh, thật là vô dụng, vì ham cầu danh lợi đã bán rẻ thiếu lâm tự. Xem chúng thì phi mã Đạt Yến đã lột vào trong tay của bọn xấu rồi. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Tội lỗi. Tội lỗi. Không phải đâu, họ đòi sang bằng thiếu lâm tự đó. Hả? Muốn xem bằng thiếu lâm tự?
quân mã của họ từ đâu tới? Là của đám người Anh Quốc cung cấp. Hả? Đáng lẽ họ đưa đệ lên làm chủ trì, nhưng mà để lấy được bảo tàng, họ đòi nổ tung Thiếu Lâm tự. Đệ tội thì là đáng chết. Nguyên Mộc, đệ được dừng cương trước ngực. Thiện tài, thiện tài. Sư phụ à, xử trí sao đi? Đừng có sợ, tôi có cách. Thử trò này nha. Nổ chết bọn họ đi. Chết ra. Chơi kiểu bullying cũng không được. Dùng trò đãi cuồng phong. Tôi chết rồi. Ép tao ăn cứt hả mày?
Không tức thì sách, sách tức thì không. Không gặp lại nhiều lần ba ngày. Muốn ăn no ban đêm phải gõ mõ. Không tức thì sách, sách tức thì không. 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 Không tức thì sách, Phật. Sư phụ. Thiện tài, thiện tài. Mở cửa. Nè, khoan đã. Để ta đưa số mật mã vào. Mật mã? Châu gì, thạch ngũ, quyệt. Đoàn, viên. Mở cửa được rồi. Cửa mở rồi, đi vô đi. Đi vô, dậy lên. Nè, đây là phi mã đạt yến đó. Chính là món này hả? Thiệt hả? Dậy lên coi nha. À. Đẹp quá hả? Sư bá à, làm sao xử lý đây? Cái món bảo vật này để ở Thiếu Lâm tự đã xảy ra nhiều phần tranh lắm rồi. Theo ta nghĩ là nên giao cho viện bảo tàng cố cung đi nha. Như vậy cũng tốt. Sư phụ của mình. Thiếu Lâm tự rốt cuộc đã được bình yên vô sự. Chỉ tiếc là nguyên mộc Yến Đạt Mã Phi á. Sư phụ à, sư phụ bắt con lặn lội ngàn dặm về đây để giữ tấm hình này hả? Yên chỉ đi, con không đồn sự xấu xa của sư phụ ra đâu. Nhưng mà ngày mai con phải giao cho nhà báo trái táo.